chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình chính là Dâm Cua Tefo Mayweather. Trước khi bắt đầu video này á, thì các bạn nhớ cho tôi một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của tôi đạt được 2 triệu subscribe sớm nhất nha mọi người ơi. Thôi, tôi đang cảm thấy buồn quá. Không biết là trời đất, tôi có bị những ria bên làng Âu ghét thì không? Lúc nào mình qua tụi nó cũng đuổi mình hết á mấy bạn. Buồn trong lòng ghê. Không biết là thật sự là mọi người ghét tôi đến như vậy sao? Giờ tôi không dám qua bển luôn. Tôi qua bển là tôi bị đuổi hoài à. Giờ tôi buồn. Thôi đừng khóc bông tôi sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo. Em ơi tại sao hôm nay vụ tắt? Gì vậy? Vụ gì buồn vậy? Ủ rủ vậy? Trời ơi, hỏi ông đi. Tôi lỡ quậy có tí xíu thôi mà giờ tụi gì ra bên này ông á. Bây giờ tụi đó đẩy trai tôi, không chơi với tôi. Tôi qua tụi đó đuổi tôi về hoài à. Chắc là tụi nó cũng giận giỡn thôi, tụi nó không có ý giống vậy đâu. Ôi, tôi nghĩ là thiệt á, chứ không phải là giỡn đâu. Giỡn gì mà thiệt giỡn gì mà hoài, giỡn ngay đó là vậy. Thì lâu lâu bà cũng lóc chóc lanh chanh chọc bà vui nên tụi nó kẹo á mà. Ôi, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy tự ti quá à. Tôi không dám qua bên đó chơi nữa. Trời ơi, chắc mọi người ghét tôi thiệt rồi. Tôi muốn thử lòng mọi người. Thử sao? Thử vậy? Thử lòng mọi người coi mọi người có thật sự là ghét tôi không? Ừ, mấy đứa là hi ao quá hả? Đúng rồi. Ông có cách nào ông giúp tôi đi. Bây giờ tôi muốn ông giúp tôi. Tôi sẽ giả làm bạn gái mới của ông qua làng nó coi như thế nào. Coi tụi nó thích Jimmy hay là bạn gái mới. Vậy tôi là thành một đứa chưa gì bỏ người yêu quen người gái mới vậy hả? Ý là giả bờ thôi. Ôi trời ơi. Không phải giúp tôi tự lòng chứ. Bây giờ tôi cái này là tôi giúp bà thôi đó nha. Chứ tôi không có ý đó đâu nha. Thế thì tốt rồi. Bây giờ thì tôi sẽ vô kiếm một bộ đồ để biến thành một cái người khác. Rồi sau đó ông dẫn tôi qua bển nha. Ok đi hóa trang đi, nhớ lên. Ok ok ok. Tôi đi hóa trang liền đây. Tôi đã trở lại rồi đây. Đâu 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 đâu. Ô cô em đẹp xinh à. Đẹp cái đầu ông á, đẹp cái đầu ông. Cái đầu ông, đẹp cái đầu ông. Ok, đi 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 đi. Đúng không? Con lẹ đây nè, cô em đẹp xinh. Cô em đẹp xinh gì mà cô em đẹp xinh đắm mông giờ. Đây 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 đây. Bây giờ đi qua bên làng bên đó thử coi sao coi. Bây giờ mình sẽ đi qua làng kia Âu để coi coi phản ứng của mọi người về cái chuyện này sẽ như thế nào. Ây da, dưới vô nhà anh mát rồi. Đi lẹ lên, bà mò quá à, nhanh lên. Trời ơi, sắp tới rồi nè, cha nội nè. Ù, cái cổng kìa các bạn ơi. Bây giờ mình phải nhanh chân để đi qua bên làng đi Âu. Nếu mình trở thành một bạn gái mới của Ia thì tụi nó có thích không? Hay là tụi nó sẽ thích Jimmy không? Và tụi nó sẽ thật sự là không ghét Jimmy như là mình nghĩ. Được rồi, đi rồi. Woohoo. Em ơi đừng khóc bông tôi sẽ bắt em đi. Đi thôi em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Trời ơi. Được rồi. Đây đây đây. Ê ê, trước khi đi qua quẹo phải cái... Coi cái fan này, cái coi này có gì mới không? Đồ xong nay Jimmy nhiều ta. Jimmy kiếm spotlight à. Ủa xong nay được tôi nhiều quá vậy. Hôm nay tôi qua thử lòng coi mọi người có ghét Jimmy không mà. Jimmy 13 phiên bản của te rồi mọi người. Thấy chưa, chưa gì thấy là Jimmy không được ghét rồi đó. Đâu. Vậy là hát bỏ hát bốn nó không ghét mình như nó nói hả ta. Trời ơi, hôm nay fan ảnh của mình nhiều dữ vậy. Lần đầu ghét chị lên ơi. Jimmy rồng chúa rồng băng. Đâu mấy bạn vẫn còn nhớ công chúa rồng băng của mình ơi. Ui. Trời ơi, cảm ơn tất cả các bạn. Cái này đẹp nè, cái này đẹp nè. Ồ, Jimmy bạn nào hát ám kìa. Tỉnh dữ vậy, bạn này dẻ ơi. Ở đây cũng có bạn nào hát ám luôn nè. Trời ơi, cái này hát ám mới qua làng á. Gì bây giờ xâm chiếm spotlight quá trời. Wow, bạn Hà Thanh cũng dẻ cho mình nữa nè mấy bạn. Trời ơi, nghe bãi hoại kìa. Nhìn lâu lắm rồi mới gặp lại, mới thấy được cái fan nạt của nó nha. Yeah, lâu lắm rồi mới thấy thiệt. Ú, ở đây còn có bạn cô Đa Minh Ngọc Nguyễn dẻ ơi. Bạn này quen quá. Cái da mèo này dễ thương quá trời luôn á mấy bạn ơi. Thi hai lửa nó kìa, đù, nhìn thi hai lửa ngầu nha. Ồ, bạn Đi Quỳnh dẻ cũng dễ thương quá à, ngầu thiệt á. Bên đây wow. Đẹp, bên đây đẹp, nhìn bên đây đẹp nè. Di đang tập vẽ, đù, ngầu nha, cái áo cháy rất là đẹp đẹp á. Cháy thiệt là cháy, nhìn quá là cháy luôn á, cháy. Đúng rồi đó, trời ơi, tôi á, trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đã gửi fan art cho tôi và Hi An rất là nhiều trong thời gian qua. Và tôi mong thời gian sắp tới tôi sẽ nhận được nhiều hơn nữa để tôi có thể đăng lên cho các bạn coi từ những video mới. Và các bạn muốn gửi fan art của mình thì gửi ở đâu? Cùng qua bé nhỏ của Hi An và Jimmy vào nhóm đó nha mọi người. Yeah. Ok. Thôi được rồi. Đi thử lòng, đi thử lòng thôi. Đi hoài trước đài này mẹ. Tôi thấy này mẹ là ông ơi có gọi là cái mối thâm hù gì với bà lắm. Ừ đúng rồi, thằng này mẹ là có mối thâm hù với tôi lắm. Mỗi lần nó gặp tôi cái thôi là nó đuổi tôi như là đuổi tà vậy đó. Tôi nói ông vậy là ông hiểu rồi đó. Nhiều khi bảo tà được đó. Gì ông nói cái gì? Thôi đi vô vô vô. Ê đi đây mẹ ơi, mở cửa đi. Chuẩn bị đóng vậy. Ai khác nhau bà nội. Dám khen con gái thì xin luôn.
em gái. Xin giới thiệu với mày, đây là người yêu mới của tao. Hello, xin chào, tôi là người yêu mới của Ika. Xin chào bạn Ika Naime. Ây, ây nha, con mì đầu nhỏ như mì đâu? Nhỏ nhỏ như mì đâu kìa các bạn ơi. Thì tao với lại Jimmy chia tay rồi. Nên đang quen nhỏ mới nè, mày thấy làm sao? Trời ơi, còn phản ứng của nó sẽ gì? Jimmy ơi, trắng đi kia. Nói gì cũng có nghe được. Trời ơi, mày giúp nhỏ da trắng hơn hả? Làm hết Jimmy hả? Nhỏ này da nâu cũng được mà. Ôi, da trắng mày đẹp hơn, Jimmy tóc màu nâu nè. Nó nói là Jimmy tóc xanh hơn, nhỏ này tóc màu nâu. Trời ơi, cái này người yêu tao phải người yêu mày đâu mà thích chứ không thích, đúng không? Ừ, anh kỳ cục quá vậy chứ anh đang ngồi lùi. Mắc gì đánh tôi? Mắc gì đánh tôi? Mắc gì chửi tôi? Tại vì anh chửi tôi da nâu đen hồi lùi anh chi? Anh thì anh cũng đen, vậy anh đen hơn tôi. Thôi, nó đuổi cút dài luôn rồi kìa. Thôi, thằng này nó cũng đuổi vậy. Vậy là không phải riêng Jimmy giờ đi ra ơi. Trời ơi, nó chửi da nâu như cục sô-cô-la gì kìa. Nói mà để da nâu như cục sô-cô-la. Thằng quỷ tứ này nhìn mình cái bài. Nó là cục sô-cô-la rồi. Trời đất ơi, nhìn nó. Không, nó bạn gái mới chứ không phải là Jimmy. Nó khen Jimmy da trắng đẹp hơn. Bỏ 4, bỏ 4 kìa. Anh bỏ 4 cũng có mối căm thù lớn với tôi lắm luôn á. Quay, bỏ 4. Gì đây, dẫn ai nó vậy? Hôm nay đi ba câu gì ngộ vậy? Đèn câu cá, câu vậy nó mới hên đó mày. Ôi cá tớt vậy. Trời ơi, mày giúp cần câu đi, tụi mình ngồi nói chuyện coi. Thôi, bà ơi, cần vậy nói đi, hôm nay dẫn ai qua vậy? Bỏ lĩnh nó đúng không? Tôi tên là Mina, tôi hôm nay bạn Mina. Mina bạn gái mới của Hiha. Đúng rồi. Cái gì vậy? Ủa, ủa, mày qua đây lâu nói chuyện nhỏ nhẹ, nhỏ 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 xíu anh. Cái gì, đâu? Ủa, tao nhớ, Jimmy đâu? Jimmy tao chia tay rồi. Jimmy, tao Jimmy chia tay rồi nên kìa tao mới quen được nhỏ mới mày thấy gì nào mày? Trời ơi, thấy nhỏ mày không được. Jimmy tốt vậy mà mày không quen mày. Có điều rồi nó hơi khùng khùng lóc chóc lo chơi thôi. Nhưng mà tao thấy nó giúp mày nhiều đó. Trời ơi, với lại cái làng mà phải có nó nó mới vui được. Chứ không có nó là im ắng. Nó không làng im ắng quá, nó chán lắm. Phải có những cái miếng động lên xuống vậy nó. Hiểu không? Nó chỉ là giặt vờ ghét mình thôi các bạn ơi. Mặc dù tao ghét nó là tao ghét thiệt. Nhưng mà nó cũng vui, hiểu không? Ôi trời ơi. Nha là vậy hả? Nhưng mà thôi, mà giờ tao quen người yêu mới rồi mày ơi. Trời ơi, mày suy nghĩ lại đi, mày nói chuyện lại với Mi đi mày ơi, mày khùng quá. Để tao tính sao. Nghe không? Xin chào, thấy tôi đẹp hơn bạn gái cũ của gì không? Tôi xinh hơn nhiều đúng không? Ơi, nói có làm sao nói vậy chứ. Nghĩ sao con gái ở đâu mà không giữ nét đẹp da của mình. Da nâu ánh mực, da nâu hời thượng hả? Ừ, để tôi, quá ổ quá vậy. Trời ơi, có một cái đồ da trắng quá. Đó mày. Ừ, da trắng gì đó cơn, dụng cơn. Da nâu yếu đuối, yếu đuối. Ôi, trời ơi, nước. Ôi, trời ơi, rồi yêu mới của tao mà mày làm vậy đó. Đi ơi, em ơi. Ôi, đi anh ơi. Ôi, cái thằng này hẹn trốn rồi. Trời ơi. Tiếng này mày nhỏ sô-cô-la. Là hai người đều thích Jimmy gì đó. Ôi, gì vậy? Đó là chửi bài sô-cô-la nữa rồi kìa. Gì vậy? Mấy đứa trong làng thì tự cứ bảo cái sì kia này là con nhỏ sô-cô-la rồi vậy trời. Nhỏ sô-cô-la. Ôi, một hát bốn người lớp kìa. Một hát bốn người lớp. Lâu quá không gặp mày. Hello, xin tự giới thiệu. Em là bạn gái mới của Iha. Tên là Mina. Tao với Jimmy chia tay rồi. Tao lao mới lao mày. Ông hỏi nó vậy nè, tao thấy mày cũng ghét Jimmy mà nên tao mới quay bạn gái mới nói vậy đó. Tao thấy mày với lại mấy đứa kia cũng ghét Jimmy mà nên vậy thế tao quen bạn gái mới, không quen Jimmy nữa đó. Đường bánh sô-cô-la thì mình ăn luôn kìa trời. Tao nói tao ghét Jimmy thì trời vậy thôi, chứ tao đâu có ghét tao đâu. Tao đâu có quản tao thì tao ghét mặt cho mày. Thì ra là vậy, biết người da vui lắm mấy bạn ơi. Vui trong lòng niềm vui chứa chan. Vậy hả? Thôi, nhưng mà tao giờ tao lỡ tao quen người yêu mới rồi. Trời ơi, tao lão quá mày, người yêu cũ mà mày cũng đòi nữa, thôi đi. Đó, thấy chưa? Tại mày đứa trong làng thế nào? Ăn bỏ cũng được, dễ thương quá, đi thôi luôn. Trời ơi, đi anh ai mẹ cũng dễ thương, ăn bỏ ăn bún
bây giờ qua hi ha mặt trời đỏ đi, hi ha mặt trời đỏ đi coi nó như thế nào nha. Đâu rồi? Ồ, đang ngồi trong nhà kìa. Ok ok, vô hi ha mặt trời đỏ. Ồ, what's up, đi đâu đây? Ồ, em nào đây, dễ thương vậy ta. Xin tự giới thiệu, em tên là Mina, là bạn gái mới của hi ha. Em gái, em gái, đi đâu anh, vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, em là người mới, là con gái anh mới nói nha. Trời ơi, sao quen Nia như vậy? Ủa sao vậy anh, Nia dễ thương mà. Biết rồi nhưng mà nó có Jimmy rồi mà. Hay là em quen anh đi, trời ơi. Anh đừng. Cái gì trời ơi, coi chừng hàng đó nó mặc cá đó. Nó mà sao chia tay Jimmy được, nó chứ Jimmy như hình cái bóng à. Không có được đâu. Bởi vậy, em coi chừng nó lừa em đó, nó chát bòi đó, nó chát bòi đó. Giờ vậy sao? Luôn đúng hả? Rồi, bây giờ em làm người yêu anh đi, anh đi cà lon nè. Anh đùa cứa đi, tranh thủ cơ hội ghê luôn kìa mấy bạn ơi. Chén cứa đi thiệt chứ. Được không, được không? Có gì cái đó em suy nghĩ sao nha. Trời ơi, em dở quá. Bây giờ nè, anh nói em này nha. Em là cái màu da nâu, nâu giống cái cục sikula. Còn anh á, là giống cái bao bì vỏ kích cá. Hai chúng ta mà cưới về làm sikula kích cá là đúng đời luôn á. Kinh doanh. Trời ơi, là trời nghĩ tới kinh doanh không danh. Trời ơi, mình yêu nhau, mình cưới nhau, kinh doanh mình mới lo lắng về tương lai sau này chứ em. Cửa này cái gì cũng nói được á mấy bạn ơi, sợ cửa thì kìa. Thôi vậy thôi nha anh ơi. Ủa gì em có yêu anh không? Ủa gì vậy mày, yêu gì mày? Tao nói là mày, ủa mày quen Jimmy mà tao quen nhỏ này rồi mày. Jimmy ok quá là phê đó, mà. Đó. Ai cũng nói Jimmy ok quá là phê. Trời ơi, biết là Jimmy ok. Biết là Jimmy ok quá là phê, không có chỗ gì để mà chơi nhưng mà sao đứa nào cũng ghét hết mà thì nên thấy tụi bay ghét quá, mất công lắm nên tao chia tay luôn, tao quen người mới. Trời ơi, như vậy là tốt nhưng mà nhỏ Jimmy đó nên tụi tao có ai ghét đâu, có mình thằng này mày ghét thôi, tao đâu ghét đâu. Ồ vậy hả? Tao có ghét gì đâu. Tao ít gặp nó lắm nên tao không có ghét. Với lại nó làm khùng làm điên cũng vui mà, hợp tính của tao mày ơi. Ồ, không rồi ha, mày quen lại Jimmy đi xong mày đưa cái em gái sikula này cho tao đi. Trời ơi, nó vậy luôn hả trời. Ôi mày tào lao quá. Chứ hàng tao vậy luôn kìa mấy bạn. Ôi mày tào lao quá, mày nhẹ đi mày. Ôi đi đi, này cơ hội quá. Mày mất cơ hội đi mày, dạo này thấy mày cơ hội lắm mà, mặt trời đỏ. Công nhận mấy này nó cơ hội ghê luôn á Hi-ya ơi. Trời, tôi không ngờ mấy làng Hi-ya nào nó cũng ăn gian kiếm thúi nha. Ừ, đúng rồi đó. Trời ơi, còn đứa nào trong làng nó không? Hình như là còn thằng khác 404 á. Đi 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 đi. Đi 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 đi, hình như nhà nó trước mặt đúng không? Đúng rồi. Quá tớ rồi nè, quá tớ rồi nè. Đâu rồi? Hay đó trên lầu ta. Ủa đâu rồi? Để tôi kia, cho. 21204 ơi, có tin vui. Đây, xin giới thiệu với mày, đây là người yêu mới của tao. Mina. Ừ, xém lộ các bạn. Ủa, ơi Mina, ủa mày đứng mi đâu? Mi đâu kìa. Tao chia tay rồi, hồi đó thì quen nhưng mà giờ chia tay rồi, thấy tụi bay không hài lòng nên tao chia tay rồi. Để coi chú có ghét không, có ghét chị với mày đi, ai không hài lòng mày, tao hài lòng đó là chuyện của tụi tao. Ủa mày quen con người ta thì mày quen người quen con người ta càng quen chứ, tất nhiên chị với cái chuyện không hài lòng cái mày không quen con người ta nữa. Mày của anh đời bạn, mày là cổ nạn, mày là chó đẻ, mày là mất dạng, mày là mất nết, mày là có sỏi, mày là có đất, mày có sỏi với mày. Ôi chửi quá trời trời, ông chửi luôn. Cái gì vậy, ba đọc rap hả? Trời ơi, nó chửi ông thúi tì lúa hay da, ông là người đàn ông tệ bạc, đồ chó rồi đồ... Chuyện chó mặt xệ, chó, chó đốm gì tùm lơ vậy? Đồ chó gấu, đồ gì tùm lum á. Trời ơi, nó chán sống rồi. Thằng này nó chở mạo làm gì, hôm nay nó sổ sàng, nó xả tôi dữ trời. Nhưng có cơ hội thì sao? Nó có cơ hội, vậy là tụi nó không có ghét Jimmy với bạn ơi. Nó không có ghét, thằng này cũng không ghét, bỏ ăn cũng không có ghét Jimmy. Trời ơi, tự nhiên giờ tôi thấy tôi là một người tệ bạc nè. Ơi, qua chỗ này tôi muốn test ông nội này lắm nè. Bạn nó ham á, tại vì bạn nó ham ham ít nói chuyện tôi lắm. Ừ nhờ, cũng được đó, một người lạnh lùng như thế nào đây. Đi. Sẽ ghét mình á, chắc sẽ ghét mình quá, mình dù mình chưa quậy lúc nào. Ok. Cái thằng này cắm đứa trong vô nhà, cắm đứa trong vô nhà là sao? Mẹ nó, cái thằng này giỡn mặt với tôi hay sao? Chắc đốt nhà nó quá, dạo này sát boy trở thành chúa hời boy à. Mở cửa đi, sát boy. Ừ, thì vậy, mày cái gì? Mày dán cái hình lên trên đây mày hỏi cái gì? Tao dán gì mày? Vậy đứa nào dán của ta? Dán lên chỗ của mày xong rồi đỡ thừa mày rồi đó. Đâu có cái hình gì đâu. Đứa nào dán lên? Ủa mà hình đó thấy gì đâu? Tao đập vào lấy gì thấy mày? Ủa nhưng mà ai đây? Ai mẹ em họ hàng xa của mày à? Không phải đâu, đây người yêu ơi, nhìn thằng này căng thẳng mà nói khi nào đánh tôi luôn. Trời ơi, xin giới thiệu cho mày đây. Đây là tại vì nghe nói mày cũng ghét Jimmy nên tao quen. Nói nhanh lên. Đây là người yêu mới của tao đó.
người yêu mới của mày. Mày nghĩ sao vậy? Tao nói cho mày nghe đi ha, thì chỉ luôn luôn với Yummy, không được ai khác, mày biết không? Mày phải như tao, nếu không Yummy thì không ai. Ok, mày bây giờ mày đã không còn lại hà nữa rồi. Mày không quen con nhỏ nào. Tao lao mi lao. Bây giờ tao phải cho mày một bài học mới được đi hả? Ôi 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 ôi, cho mày học gì ba? Mày, mày không quen Yummy nè, quen tao lao nè, quen tao lao. Chết đi mày. Cái gì vậy ba? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi 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 ôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tại sao Yummy mày không quen? Quen con nhỏ nào nữa? Tao nói rồi, hi ha, ông đa vũ trụ hiểu đều có Yummy ở đa vũ trụ. Không được con nhỏ nào khác. Đủ ké chứ. Mày căng à, bây giờ bà lộ đi xong rồi nó giết tôi bây giờ đó. Không phải như mày nghĩ, không phải. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh ơi, cái thằng này mất bình tĩnh gì? Yummy nè, Yummy nè. Tôi thử lòng, tôi thử lòng. Coi coi ông có ghét tôi ông rồi à. Ông ơi, đừng có ra giết tôi chết. Tôi lỡ cái dạy dột tôi ngu ngốc. Tôi có ghét bà đâu không à? Cái gì hả? Tại vì tôi thấy bên lẹ này ai cũng đuổi tôi về, không cho tôi qua chơi. Đó là tụi nó, còn tôi thì không. Cảm ơn ông nha, vậy tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông nhiều nha. Bây giờ nè, mai mốt nếu mà không có thằng Hi Ha kia bảo lãnh bà bị đuổi qua tìm tôi sẽ bảo lãnh cho. Ok, cảm ơn nhiều, ông thiệt là người tốt á. Tạm biệt. Nghe chưa? Cảnh sát tôi này xíu mà nó giết tôi là yeah. Tào lao không à? Bởi vậy.